Thượng Hải năm 1931. Từ sau chính biến 412 năm 1927, Đảng Quốc dân bắt đầu vây bắt và giết hại Đảng Cộng sản. Đồng thời ở chiến tuyến ngầm cùng phản phái, Đảng Quốc dân triển khai đấu tranh tàn sát. Thuốc lá, tiên sinh mua thuốc lá không? Thuốc lá đây, tiên sinh xem một chút đi, muốn mua thuốc lá không? Thuốc lá, chính là ở đây à? Là ở đây, đã sắp xếp người rồi chứ, sắp xếp rồi. Lưu Tứ ở trong, Lưu Tứ. Dạ, đi. Lớn, lớn, nhỏ, lớn. Đứng im, đều đứng im. Tao bảo mày chạy sao? Hả? Tao bảo mày chạy sao? Tao cho mày chạy này. Chuyên viên khoa điều tra Đảng Quốc dân. Hôm nay mọi người ai cũng đừng hòng chạy. Hồ đội, có người chạy trốn từ cửa sau. Đồ vô dụng. Đi. Sao rồi? Ông, đứng yên. Đứng lại. Đứng yên, các anh muốn làm gì? Sao lại bắt tôi? Các anh bắt nhầm người rồi, tránh ra. Cô gái kia, đừng chạy. Anh đổ súng với ai? Xuất chút nữa bắn trúng ông đây. Anh là có ý gì? Ý của tôi là khả năng bắn súng của anh vẫn phải luyện. Là phải luyện nhiều. Luyện nhiều. Luyện nhiều một chút. Dẫn đi. Bộ phim Ngược dòng đi lên. Dựa vào tình báo quân Nhật cướp vàng từ Đông Bắc, vài ngày nữa sẽ thông qua Thượng Hải vận chuyển xuất cảnh. Các người là ai? Người nào? Giết! Giết mấy anh em? Bốn người. Trời sắp sáng rồi, tranh thủ thời gian dọn dẹp. Nhanh. Dạ. Núi sông một mảnh, trong nước một phương, xương cá.
Thuận lợi không? Phía sau giao cho anh. Được. Chiều mau ở hiệu thuốc Tây Thành. Các anh em xúc. Dạ. Giang đã bị bên ta chặn bắt. Giang ngày nữa đưa đến hậu phương. Xương cá. Làm xong rồi. Đây. Chào sở trưởng. Chào sở trưởng. Chào. Chào sở trưởng. Tin báo của anh thực sự quá có ích rồi. Lần sau tôi thay anh. Sở trưởng, vừa về sao? Sở trưởng, tôi báo cáo với anh một chuyện. Nào. Được. Tiểu Hứa, quay về. Chào lão gia tử thay tôi. Anh Diệp. Cục tọa. Đây là điện khẩn quân bộ mới gửi đến. Nói, trên giấy viết cái gì? Tôi hỏi cô lần cuối, trên giấy viết cái gì? Tôi không biết. Hồ Gia, người đều sắp phế rồi. Xử lý đi. Xử lý. Không được. Hôm nay tôi nhất định phải hỏi ra. Nói. Nói không. Trên giấy viết cái gì? Cục tọa. Cục tọa, sao lại đến đây? Âm khí nơi đầy nặng. Bớt giả tạo với tôi như vậy. Tra ra sao rồi? Miệng con mụ này rất cứng. Tình báo bị cô ta nuốt rồi. Cái gì cũng không chịu nói. Nuốt rồi. Nuốt ở đâu? Ngài hỏi chuyện này. Nuốt vào trong bụng rồi. À, vậy mở bụng ra không phải biết rồi sao? Hay đó, vẫn là cục trưởng Linh Quang. Cái đầu này của tôi. Tiểu Hứa à, ăn cơm tối chưa? Sao rồi? Không sao chứ? Sở trưởng Diệp, chuyện thường thôi, từ từ sẽ quen. Hứa thiếu gia. Sở trưởng, ngài tìm tôi. Nghe lão Hồ nói lần trước chút nữa còn xảy ra chuyện, hay là đổi hai thuộc hạ cho cậu. Thuộc hạ kia của cậu chỉ có chút không tốt.
ngốc một chút mới tốt. Lúc quan trọng có thể cản súng. Vậy nếu sở trưởng ngài có thể sắp xếp thêm cho tôi hai thuộc hạ, thuộc hạ tự nhiên càng an toàn. Tiểu tử thối. Sở trưởng, cái này lệnh khen ngợi, hành động dây bắt gần đây có công. Cục tọa bên kia, tôi xin công cho cậu. Cảm ơn sở trưởng bồi dưỡng. Quay về không thể nói với lão gia tử của cậu, tôi không chăm sóc cậu. Nào có thể, không có sự bồi dưỡng của anh, nào có tôi của bây giờ. Gần đây, lưu ý trong trạm nhiều. Ở đây có gián điệp. Gián điệp? Ai? Tôi mới khen cậu, liền hỏi câu hỏi ngốc rồi. Gián điệp kia sẽ nói với cậu ai là gián điệp sao? Sở trưởng, bây giờ nên làm sao? Bảo cậu lưu ý nhiều, không bảo cậu lo lắng nhiều. Này, tự xem đi. Vàng à, 4 tấn. Không ít đâu. Người Nhật đây đang định vận chuyển về nước. Ý của bên trên vốn là muốn để thần không biết quỷ không hay lấy đi. Nhưng bây giờ đội đỏ của đảng Cộng sản ra tay trước rồi. Bây giờ không phải phân cũng phải phân rồi. Giờ cấp trên rất tức giận. Đảng Cộng sản bên đó chắc là muốn đến chỗ này của Thượng Hải chuyển về phía Bắc. Nhà các cậu làm vận chuyển, tôi nghĩ quốc gia làm trọng, nhất định phải phối hợp. Tổ trưởng Hứa, tổ trưởng Hứa, đi đâu? Người trong nhà không thoải mái, đi bốc chút thuốc, tránh ra. Chậm một chút, tránh ra. Tổ trưởng, đợi một chút. Mẹ, đại ca. Mẹ à, đại ca. Mẹ, buổi tối con về ăn cơm, mẹ làm vằn thắng cho con nha. Được rồi, có vằn thắng ăn. Xin lỗi, tổ trưởng. Tiểu tứ à, bên cạnh mẹ cậu là anh cậu sao? Phải, anh tôi ở đây không tốt lắm. Lúc nhỏ anh em chúng tôi từng bị một trận bệnh nặng. Tôi khỏi rồi, giờ bà anh ấy không khỏi. Tôi muốn kiếm nhiều tiền một chút, tìm vợ cho anh ấy. Vậy cậu thì sao? Làm gì không tìm cho mình một người? Mẹ tôi nói rồi, chuyện tốt gì cũng phải nhường cho anh của tôi trước. Đứng lại, xuống xe kiểm tra. Biết tôi là ai không? Anh là ai? Xe của tôi, anh cũng dám cản. Tránh ra. Tránh ra đi. Đây là tổ trưởng Hứa của chúng tôi. Không biết sao. Tổ trưởng Hứa, đều trách tôi không biết Thái Sơn. Quay về đi. Tổ trưởng Hứa, xin lỗi. Các anh em không nhận người, lần sau đến họ sẽ quen. Đều là anh em, đây chính là người Nhật à. Cũng tham gia không tốt lắm. Người ta mất đồ, có thể không gấp sao? Tổ trưởng Hứa, đây là đi đâu? Người trong nhà bệnh, tôi đi mua chút thuốc. Anh đi đâu? Tối qua không phải bắt được hai đảng Cộng sản sao? Nữ thì chết rồi, còn có nam. Khai rồi, bò được con cá lớn. Muốn biết là ai không? Vẫn là đừng nói với tôi. Nếu không, sở trưởng bên kia không dễ ăn nói. Các anh bận đi. Hồ đội. Nào, nhanh. Đều tránh đường đi, nhanh lên.
Trưởng quầy, bốc thuốc. Đơn đâu? Không có đơn. Bị nhiễm phong hàn, giờ phải để bác sĩ khám. Người trong nhà lớn tuổi rồi, đi lại không tiện. Hay là để tôi nói bệnh trạng để đại phu bắt mạch. Vậy được, mời vào trong. Tối nay phải nhanh chóng chuyển vàng đi. Đã bắt đầu kiểm tra rồi. Hồng Tinh hy sinh rồi. Biết rồi. Tạm thời anh đừng xuất hiện. Mấy ngày nữa tôi sẽ rời khỏi Thượng Hải. 2 ngày sau tướng quân sẽ đến. Sau này tướng quân sẽ là người lãnh đạo trực tiếp của anh. Tướng quân muốn đến. Đúng. Vàng di chuyển thế nào? Tối nay ở công xưởng cổng Tây, người lối làng sẽ dễ dòng trên làm ký hiệu. Biết rồi, đây là đơn thuốc của anh. 3 bát nước đun thành 1 bát thuốc. Nhớ uống thuốc đúng giờ. Chú ý ẩn nấp. 3 năm nay chúng ta hợp tác rất thuận lợi. Bảo trọng. Cẩn thận một chút. Uống chút gì đó nào. Lần đầu đến à? Cùng nhảy một điệu đi. Không biết. Không biết tôi có thể dạy cô. Người ngốc, sợ không học được. Sao anh biết tôi lần đầu đến? Mỗi cô gái ở đây đều biết hứa mặt ngôn, hứa đại thiếu tôi. Chỉ có cô là không biết, còn đó không phải lần đầu đến. Quá xa là đại công tử, ông của ông chủ hứa, thuyền dương bến Thượng Hải. Cô biết tên tôi sao? Cô thì sao? Hứa thiếu gia chính là theo đuổi cô gái như vậy. Vậy xem cô gái như cô có cho cơ hội không? Tổ trưởng, trong cục có chuyện, bảo chúng ta phải lập tức quay về. Bây giờ sao? Đi. Biết chuyện gì không? Đó là bắt được con cá lớn gì đó. Hình như biệt hiệu Lão Chu. Sở trưởng Diệp dẫn người ra ngoài rồi. Trong cục bảo chúng ta quay về. Sao cậu biết? Tôi đi vệ sinh nghe được. A Tứ à, tôi quên mua thuốc rồi. Phía trước rảy cho tôi. Tôi đi mua bao thuốc. Tổ trưởng, trong cuộc bảo chúng ta quay về. Bây giờ nửa đêm có thể có chuyện gì chứ? Đoán chừng lại thẩm tra suốt đêm quay về. Đừng nói nhảm. Tổ trưởng, A Tứ tôi có nghĩ khí nhất rồi. Tôi sẽ không nói lung tung ra ngoài. A Tứ à, đợi yên ở đây. Thiếu gia đi rồi về. Tổ trưởng à, đây hình như không bán thuốc lá đâu. Cậu thì hiểu cái gì? Thiếu gia tôi hút xì gà. Đợi đó. Tổ trưởng à. Tổ trưởng. Động tác nhẹ một chút. Lão đại, ở đây nào có vàng gì? Người liên lạc đến chưa? Vẫn chưa. Đây là mùi gì mà nặng mùi vậy? Đứng im. Đây là axit mạnh, cẩn thận dính vào cậu. Lão đại, có người.
Người đều đến rồi. Xác định là ở đây. Đâu? Lão Chu kia là tay nắm số 2 của Thượng Hải. Kim của người Nhật là lợi hại, 100 đâm xuống cái gì cũng. Anh xem cái miệng thối của tôi này. Anh yên tâm, hôm nay ở đây đều là anh em dưới tay tôi. Người khác trong trạm tuyệt đối không biết hành động lần này của chúng ta. Hành động, bảo các anh em đều nhẹ một chút, đừng đánh rắn động cỏ. Anh yên tâm. Là người liên lạc. Động tác nhẹ một chút. Tìm yểm hộ. Ai đổ xuống? Xông lên. Anh em, chạy nhanh đi. Đi. Đã cũng sẵn lúc nào có súng máy vậy? Sở trưởng, tôi để các anh em xông lên. Xông lên, hôm nay không bắt được cục tỏa bên kia, ai cũng đừng hòng muốn sống. Lên. Là anh. Lúc này anh đổ súng sao? Xin lỗi, tôi được tin muộn quá. Tôi không phải nói rồi sao? Gần đây anh đừng có lộ mặt. Anh là xương cá, tôi không nên chỉ thấy mặt của anh. Đây là quy tắc. Cái khe ngăn cách kia lớn như vậy nên chỉ thấy được thấy hết rồi. Tôi không hy vọng là có đồng chí hy sinh. Người liên lạc thế nào rồi? Chết rồi. Lão Chu bị bắt làm phản. Tôi có được tin liền đến. Cục điều tra có nội gián, Diệp Tử Thông đích thân dẫn đội. Phản đồ. Tìm cơ hội xử lý hắn. Nếu ngày nào đó ông đây cũng bị bắt, phải nhớ bắn vào đây. Vàng đoán không chừng không giữ được rồi. Giữ người anh trước đã, còn lại hãy nói sao đi. Yên tâm, họ không tìm ra được đâu. Lưng nhìn thấy mặt rồi. Thượng Hải này không thể ở lại rồi. Đi, bây giờ xuất lực còn kịp. Nhớ, cửa Bách Lạc Môn, vì nhà mua bán thuốc là sở liên lạc thứ hai, có thể truyền tin tức ra ngoài. Đừng để người khác nhìn thấy mặt của anh. Được. Tổ trưởng à, tôi nghe thấy tiếng súng. Đừng, có ấy là tên ngốc. A Tứ à, A Tứ, đi nhanh đi. A Tứ à, tổ trưởng, tôi nghe thấy tiếng súng. Tôi sợ tổ trưởng xảy ra chuyện. Còn có gì cần dặn dò không? Vợ cho anh tôi, anh của tôi.
Lão đại, mua vé xong rồi. 10 phút sau lái xe. Đi. Lão ngủ thì sao? Đi. Chuyến này không động. Lưu Ngạn Vũ, tại hạ Hoàng Tứ Bang phủ đầu, không biết có phải đắc tội vị anh em nào trên giang hồ không? Có gì hiểu lầm? Làm gì vậy? Lưu tiên sinh này là khách quý. Tiên sinh à, đừng để bị lạnh. Thế nào, có gì muốn nhắn nhủ không? Anh... tiên sinh nghe qua định mẫu đơn không? Có biết Đỗ Lệ Nương chết như thế nào không? Anh có lời cứ nói thẳng. Tiên sinh có biết tư vị của công viên Kinh Mộng không? Cô tỏa. Cô tỏa. Thế nào? Xác định rồi. Xác định rồi. Đang thẩm vấn. Miệng rất chặt. Cục tỏa. Sở trưởng. Đừng dài dòng với hắn. Hay là để hắn thử đồ của người Nhật. Tuyệt đối có thể. Được. Tranh thủ một chút. Dạ. Sở trưởng. Lưu tiên sinh đúng không? Lão Hồ tôi là người thô lỗ. Đồ chơi này là người Nhật phát minh. Sau khi tiêm vào, mỗi lần tiêm đập sẽ giống một lần điện giật, dễ dùng hơn điện hình nhiều. Cái này hôm nay tôi cũng là lần thứ hai dùng. Đắc tội nhiều rồi. Đợi một chút. Lưu tiên sinh, có gì muốn nói? Tôi đói rồi.
Hứa thiếu gia, tôi mở cửa cho anh. Sở trưởng đâu? Dưa dê, nửa đêm mở hộp, đúng là dày dò. Dưa giấy xong hai điều. Nhanh lên đi. Hứa thiếu gia. Vậy cô nghe nói chưa? Tôi còn chưa. Hứa thiếu gia, mới đến sao? Lão Hồ, cái dỗ này của anh được dỗ tôi gãy đó. Trước kia cục trưởng bảo chúng ta quay về trong cục, sao bây giờ anh mới về? Tôi đang chơi vui vẻ ở Bách Lạc Môn, A Tứ gọi tôi về nửa đêm, có chuyện gì? Sở trưởng đâu? Thẩm vấn bắt được ai rồi? Mặc Ngôn. Sở trưởng, được, tôi biết rồi. Sở tòa, không có chuyện gì của anh. Sở trưởng, có chuyện gì? Ngày kia là đại thọ của lão gia tử chúng tôi, tôi còn chuẩn bị tìm con dâu cho ông ấy. Lúc nãy cậu đi đâu? Lúc nãy Bách Lạc Môn. A Tứ thuộc hạ của cậu đâu? A Tứ, cậu ấy nói với tôi anh gọi về xong cậu ấy liền đi. Tôi lái xe quay về. Sao vậy? Bách Lạc Môn có thể tìm được vợ sao? Sở trưởng, tôi nói với anh, tôi thực sự tìm được một người. Vốn muốn hỏi tên, tôi chưa kịp hỏi liền phải quay về rồi. Chắc ăn cũng tương đối rồi. Đi, tôi dẫn cậu đi gặp một người. Sở trưởng Diệp, đặc phái viên Lâm. Cô quen nhau à? Lúc nãy tôi nói với anh rồi, Bách Lạc Môn. Đặc phái viên Lâm vừa đến Nam Kinh đã có hứng thú với Bách Lạc Môn như vậy. Lần đầu đến Thượng Hải, chưa từng đến Bách Lạc Môn, muốn đến xem thử. Không ngờ Hứa thiếu gia của chúng ta còn là người trong trạm. Đã cho hỏi bên cục trưởng chưa? Gặp rồi. Được rồi, vậy cùng giao đi. Đặc phái viên Lâm, hân hạnh. Tìm nửa ngày ở nơi này rồi, đổi nơi khác tìm đi. Đội trưởng à, không có vàng. Nào có, tìm cẩn thận lần nữa cho tôi. Tin tức đất lật lên cho tôi. Dạ, nhanh đi, tìm kỹ, nhanh lên. Để chưa ăn cơm sao? Ma cà bông. Đồ để ở đâu? Vàng nặng như vậy, nơi thì rộng như vậy. Lưu tiên sinh, hậu vị tốt. Tay nghề đầu bếp của khoa điều tra các anh thực sự không tồi. Lưu xuống trước đi. Nào, giới thiệu một chút. Vị này là đặc phái viên Lâm mới từ Nam Kinh tới. Cùng ăn một chút đi. Anh khách sáo rồi. Nào, tiểu Hứa, giới thiệu một chút. Vị này chắc là đội đỏ các anh đều rất quen. Tổ trưởng tình báo của khoa điều tra chúng tôi, Hứa Mặc Ngôn. Người thật thì chưa từng gặp. Tiểu Hứa à, ngồi. Từng xem ảnh. Người thật so với trong ảnh, trẻ hơn nhiều. Sở trưởng, vị này là... Vị này chính là đội trưởng đội đỏ tiếng tăm lừng lẫy, Lưu Ngạn Vũ.
Quá xa là nhân vật lớn. Còn không phải sao? Nhân vật lớn hôm nay mới mời được đến. Mọi người làm quen một chút đi. Diệp Sở, đồ ăn của khoa điều tra các anh thực sự không tồi. Vậy xem ra sau này tôi có phúc ăn rồi. Lưu Thiên Sinh, vừa ý là tốt. Cục trưởng vẫn đang bận, đợi một chút sẽ đến. Ý của cục trưởng là anh chịu ủy khuất một chút trước, phó sở trưởng của cục điều tra sẽ xin công cho anh. Sở trưởng Diệp, đây là làm khó tôi rồi. Đây đều là đồng chí cùng tôi làm cách mạng. Lưu sở trưởng cũng là có một chút thành ý. Tổ trưởng Hứa, căng thẳng như vậy có sao? Thả lỏng đi, không cẩn thận làm trưởng quan của anh rồi. Sau này chúng ta có nhiều cơ hội hợp tác. Ti chức, chúc mừng sở trưởng quỷ khúc tiên sinh trước rồi. Bây giờ quốc gia gặp nạn, chính là cần nhân tài như tiên sinh báo đáp. Được rồi, đều đã như vậy rồi. Nói nhiều lời nữa lại thành tôi không thích thời. Hai yêu cầu, mời nói. Tôi muốn gặp lão Tưởng. Có thể sắp xếp. Tôi còn muốn biết là ai bán tôi. Tính cách tôi ngay thẳng, hơn nữa cũng nóng tính. Sở trường Diệp, đợi có chút thành ý này, hàng chỗ tôi không ít. Tiên sinh thực sự muốn biết. Thịnh soạn như vậy à? Lưu đội, Lưu đội trưởng, xin lỗi. Đây là, tôi không phải mới nói rồi sao? Con người tôi nóng tính, hơn nữa tính cách vô cùng ngay thẳng, phải có thành ý. Lưu tiên sinh, sau này không phải đều là người một nhà sao? Đúng vậy, sở trưởng à, đây không phải nói rõ rồi sao? Sở trưởng Diệp, nếu như chút thành ý này cũng không có, vậy sau này hợp tác thế nào? Cục trưởng, Lưu tiên sinh, cơm sao có dự ý không? Cục tọa, thế nào? Đây đều là cục trưởng. Ngài đến rồi. Đây không phải đã nói rồi sao? Cục tọa, hay là tôi dẫn vị tiên sinh này tránh đi một chút. Lần này tôi cảm nhận được thành ý rồi. Thành ý đủ rồi chứ? Cũng không tôi. Tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu rồi. Cậu đó, sở trưởng, tên ba cà bông này, Lưu sở trưởng có phải sót chuyện quan trọng gì rồi không? Cái gì? Giang. Ồ. Oh. 4 tấn vàng. Sở trưởng Diệp, cảm thấy một mình tôi, có thể lấy đi. Tìm kỹ lại. Dạ. Đi. Chào cục trưởng. Cậu mang súng làm gì? Ngộ nhỡ hắn lấy súng chỉ vào tôi thì sao? Cậu không biết hắn là tên điên sao? Cục tọa, tôi... Cậu đó,
còn du học nước ngoài, đầu óc này. Xin lỗi cục tạ. Cái kia thông báo tất cả mọi người trong trạm quay về, lập tức chuẩn bị dây bắt. Dạ. Hôm nay phải ủy khuất đặc phái Diên Lâm rồi. Ngày cách 6 rồi, vậy tôi đi thu dọn một chút. Được. Cục tọa, tôi cũng đi thu dọn một chút. Đợi một chút. Cậu không cần đi. Gọi hết tổ trưởng khác quay về. Hôm nay tất cả mọi người không thể rời khỏi trạm. Trong chúng ta có đảng Cộng sản. Tên điên kia cũng đã sắp xếp người trong này rồi. Chúng ta đây. Cục tọa, đều là anh em trong nhà chúng ta. Đừng làm lạnh lòng mọi người. Hắn lại, cậu không biết sao. Hắn nói có 8-9 phần. Được rồi, hôm nay mọi người được ủy khuất một chút. Đi sắp xếp đi. Mặt Ngôn thế nào rồi? Sở trưởng A Tứ thế nào rồi? Chết rồi. Chết ở đây hành động tối nay. Cậu ấy là nội gián sao? Cậu ấy không thể là nội gián. Đã Cộng sản sẽ không tìm một tên ngốc đến làm nội gián. Cậu nói đúng không? Vậy cậu ấy nghỉ ngơi đi. Sở trưởng, lập tức dây bắt. Đi theo. Các cậu lên xe. Người khác tản ra. Lái xe của chúng ta. Nhanh đi. Hồng Đại, 40 tuổi, đảng viên Cộng sản ngầm, nhân viên báo cáo, phụ trách đưa phát điện báo quan trọng. Hồng Tứ, 35 tuổi, đảng viên Cộng sản ngầm, nhân viên báo cáo, phụ trách âm thầm thu thập tình báo đảng quốc dân. Hoàng Trung Diệu, 25 tuổi, đảng viên Cộng sản ngầm, kéo xe. Thường ở gần Bách Lạc Môn, tiếp xúc với người làm việc ngầm. Thượng Hải trời tối sớm quá. Đúng vậy. Cũng không biết lúc nào mặt trời xuất hiện. Lý Quang Vinh, 26 tuổi, đảng viên Cộng sản ngầm. Thường tiếp ứng Hồng Đại ở cửa báo cáo, truyền tin tình báo. Đừng gọi nữa. Lão gia thử bên kia tôi vẫn sắp xếp người qua chào hỏi rồi. Không sao. Tất cả đường điện thoại ở đây hôm nay đều cắt hết rồi. Không ai có thể liên lạc với bên ngoài. Tiểu tử cậu đó chính là một thiếu gia. Ổn định một chút. Nào, mệt rồi thì lên phòng tôi nghỉ ngơi. Cảm ơn cục tòa bồi dưỡng. Hoa Hồng Trắng, 20 tuổi, đảng viên Cộng sản ngầm, phó tổ trưởng tổ tình báo sở đặc vụ đảng quốc dân, tình nhân của Tiền Nghị, biệt hiệu gọi tiếp nối, Hồng Trung. Trần Phương Minh, 40 tuổi, đảng viên Cộng sản ngầm, tổ viên tổ hành động sở đặc vụ đảng quốc dân, biệt hiệu gọi tiếp nối, Lão Hồ Ly. Tiểu Hồng Nghị, 21 tuổi, đảng viên Cộng sản ngầm, tổ viên tổ tình báo sở đặc vụ đảng quốc dân, biệt hiệu gửi tiếp nối Lão Bạch.
Giang sơn dở nát theo gió bay, lưu ngạn vũ phản bội, làm thế nào phá gián này? Đi vệ sinh. Đi vệ sinh cũng phải theo. Có cần thiết không? Dạ dạ dạ. Đều là anh em nhà chúng ta. Dạ cái gì mà dạ? Tổ trưởng Hứa. Đi vệ sinh sao? Anh xem, tôi lâu rồi không viết chữ, vừa viết liền dính mực đầy tay. Sở trưởng Lưu, mực đầy tay chính là một tay máu. Tối nay chết không ít người. Thế nào? Đau lòng rồi? Khí sắc không tốt lắm. Có sao? Hay là anh xem lại đi. Tôi luôn cảm thấy sống không lâu rồi. Vừa nhìn như vậy, khí sắc hồng nhuận, tướng đại phúc đại quý. Sở trưởng Lưu phải không? Anh còn biết xem tướng sao? Chim tốt chọn gỗ cũng phải có chút thủ đoạn, cũng là bất lực. Anh nói đúng không? Tổ trưởng Hứa. Lão Lưu à, đừng dừng. Trời sáng rồi. Chỉ có chỗ này à? Bến Thượng Hải này một nửa đảng Cộng sản đều bị anh bắt xong rồi. Thành ý đó Lão Lưu, đây không đủ. Nội gián đâu? Cục tọa, thành ý của tôi đến rồi. Còn về nội gián trong nội bộ chúng ta, còn có một hai người. Đây rốt cuộc là còn một hai người. Lưu sở trưởng của tôi ơi, như vậy không tốt. Hay là ăn cơm trước. Cục tọa cũng sắp xếp gặp hiệu trưởng Tưởng một chút. Được. Bây giờ tôi điện báo tới Nam Kinh, lấy thư bổ nhiệm cho anh. Lập tức sắp xếp cho anh gặp hiệu trưởng. Bây giờ truyền tin tức tôi đầu hàng ra ngoài. Cục tọa không sợ Nam Kinh có đổi gián sao? Mệnh lệnh. Tất cả mọi người quay về nghỉ ngơi trước. Tất cả nhân viên điều tra không được rời Thượng Hải. Tạm thời hủy bỏ tất cả nhiệm vụ ngoài. Dạ. Cục tọa đi từ từ. Sở trưởng, tôi và các anh em tìm khắp nơi rồi. Đợi một chút. Chào tổ trưởng Hứa. Tổ trưởng Hứa. Không lái xe sao? Có cần tiễn anh một đoạn không? Vừa hay trời sáng rồi. Đi lại cho tỉnh táo. Trời này vẫn còn sớm. Cục trưởng, sở trưởng, thực sự đều tìm qua rồi. Họ Lưu kia đang chơi chúng ta. Sở trưởng, được rồi, tôi nghĩ một chút, ra ngoài trước. Hồ Trung, cục trưởng, như vậy đi. Cứ để cho mọi người nghỉ ngơi trước. Nói với các anh em, hôm nay đều ở lại trong trạm, đừng về nhà. Dạ, cục trưởng. Vậy tôi ra ngoài trước. Cục trưởng, đây.
Chỗ chúng ta có đồ gián biệt hiệu là xương cá. Họ Lưu này thật sự biết làm ăn. Hắn đói hắn cũng không biết, nhưng mà có cách biết. Cục trưởng, cứ như vậy thả hắn đi sao? Bây giờ Đảng Cộng sản muốn giết hắn hơn chúng ta. Tiểu Diệp à, chuyện vàng không cần đập dở. Dạ. Hứa thiếu gia, ý gì? Sở trưởng nghi ngờ tôi là nội gián sao? Hứa thiếu gia, ngài đừng có hiểu lầm. Mỗi người đều có vài anh em đi theo. Ý của sở trưởng là làm như vậy để tránh hiểm nghi, cũng thuận lợi bảo vệ một chút. Dù sao cũng phải đề phòng Đảng Cộng sản chó cùng dứt dậu. Được rồi, cũng trách mệt rồi, lên xe đi. Dạ. Thuốc lá. Tiên sinh mua thuốc lá không? Thuốc lá bán thuốc lá. Xem thuốc lá không? Tổ trưởng Hứa, trùng hợp như vậy, không dọa anh chứ? Cùng đi đi. Có thể tìm cơ hội nói hai câu không dễ dàng. Có cần thiết không? Nhị Nha là người liên lạc cuối cùng ở Thượng Hải của Đảng Cộng sản. Vừa đến nhà quấy tháo điện đài. Bây giờ bến Thượng Hải là thành phố chết rồi, không có người có thể truyền tin ra ngoài. Anh việc gì phải giữ lại tôi? Nếu tôi nói mọi người có tình cảm, anh tin không? Được rồi, vậy tôi nói rõ ràng, tôi cần một con cá lớn. Cá lớn đều bị anh giết gần hết rồi, còn lại tôi. Anh đang đợi tướng quân. Bắt tướng quân cũng không cần tôi. Anh giết tôi rồi, ngược lại càng sạch sẽ không phải sao? Muốn chết như vậy sao? Đừng mà. Đời người rất dài. Đảng Cộng sản sẽ không từ bỏ quân cờ như anh. Thật ra cũng không tín nhiệm tôi nhiều. Cục điều tra còn có một nội gián khác, biệt hiệu Trung Quỳ. Tôi cần anh giúp tôi đào anh ta ra. Nếu không ăn ngủ không yên. Anh muốn để tôi cũng làm kẻ phản bội như anh? Đây là con bài rõ ràng. Anh không có quyền chọn. Tôi có thể đi chết. Có khí phách, có dũng khí. Đáng tiếc, tôi vốn cho rằng tôi cũng như vậy. Anh suy nghĩ kỹ lại đi. Anh có thể đi chết, muốn người nhà chôn cùng sao? Anh thế nào, muốn lấy súng à? Tôi muốn thử xem. Tin tưởng tôi.
Anh rất quan trọng. Tôi không bán anh. Anh quan trọng bao nhiêu với đảng Cộng sản, trong lòng anh biết rõ. Anh giúp tôi tìm được Trung Quỳ, tôi có giấy đầu hàng. Anh thì sao? Tiếp tục làm xương cá của anh. Mọi người đều vui vẻ không tốt sao? Không chừng sau này còn có thể tiếp tục hợp tác. Hai bên buôn bán tin tức, tốt biết bao. Anh nhớ trước kia từng nói không, nếu anh bị bắt thì hãy nhằm vào đây mà nổ súng. Bây giờ anh có thể thử xem. Tôi rất tò mò, sao họ yên tâm để anh ra ngoài? Đảng Cộng sản còn lại ở Thượng Hải đều muốn giết tôi. Bây giờ tôi sợ chết hơn họ. Có gì mà không yên tâm? Họ có nội gián. Vậy để cho họ một người. Đi. Không phải tôi, là có người đổ oan cho tôi. Sợ Trương Diệp. Hồ đội, đừng làm khó anh em. Anh khai ra đi. Sở trưởng à, khai chưa? Vẫn chưa? Được rồi, để tôi. Nói không? Nói. Nói không? Nói không? Nói. Có nói không? Nói. Sở trưởng à, thực sự không phải là tôi. Được, có khí phách. Sở trưởng, không phải tôi. Họ Lưu đổ oan cho tôi. Là tên họ Lưu kia đổ oan tôi, sở trưởng. Họ Lưu kia đi đâu rồi? Giết một đảng Cộng sản, cùng tổ trưởng ra ngoài đi dạo. Đi dạo à? Chào hỏi giúp tôi. Được, anh làm việc đi. Chào thiếu gia. Cha của tôi đâu? Đang đánh bạc trược. Chào thiếu gia. Chào thiếu gia. Nam Phong. Phanh. Hôm nay tay của em may như vậy. Cử dạng. Phát tài. Cha. Dì Đường. Mẹ lớn mẹ nhỏ. Về rồi sao? Sao hôm nay có giả hướng như vậy? Đánh bài tiêu khiển à? Tối qua sao con lại không về? Con thực sự có cái nhà này là nhà trọ sao? Anh Trĩ, hôm qua cục điều tra đưa tin đến, nói Mặc Ngôn ở lại trong cục có chút chuyện, vì vậy về muộn một chút. Em thấy là quá muộn rồi, nên không nói với anh. Đúng vậy. Cha, cục điều tra có chút chuyện nhỏ, không làm phiền ngài. Cái miệng này của đại thiếu gia đúng là biết nói chuyện, giữ là di nương của con dạy tốt. Cả nhà Hứa gia đều phải dựa vào di đường của con quản rồi. Chị của tôi mất sớm, chỉ có một đứa con trai là Mặc Ngôn. Tôi không thể quản một chút hay sao? Còn không phải quản đến nỗi đại thiếu gia không muốn về nhà. Đúng vậy. Bỏ đi. Không đánh nữa. Lão gia, sao lại tức giận chứ? Cha, con có chút chuyện muốn nói với cha. Chuyện gì? Không thấy hai cha con có lời muốn nói sao? Đi thôi.
Xảy ra chuyện gì? Nói nhanh đi. Nói. Thế nào rồi? Cha. Tối qua sự sắc cũ thu tây xảy ra chút chuyện. Xảy ra chuyện gì? Đã công sản có chút vàng ở đó. Sau đó người của cục điều tra đến. Bắn nhau. Con nói rõ với cha rốt cuộc là có chuyện gì. Hôm qua họ bắt được người đứng đầu của đảng Cộng sản. Hơn nữa, người kia phản bội rồi. Phản bội? Ý gì? Vì sao con lại nói phản bội? Cha, Di Đương, hai ngày đây, mọi người dẫn từ nhà ra ngoài đi dạo. Con nói rõ cho cha rốt cuộc làm sao? Cha, thực ra câm miệng. Đều là em chịu hư đó. Xin lỗi. Cha liền biết mà. Lúc đầu không nên đưa con ra nước ngoài làm gì. Con thực sự coi cha là lão hồ đồ sao? Con cho rằng những chuyện con làm kia không có sơ hở sao? Tiểu tử, nói cho con biết, thế gian này không có tường nào không lọt gió. Vàng kia thì sao? Đã chuyển đi chưa? Vẫn chưa. Nhanh xử lý đi. Mặc kệ là dứt xuống sông hay là chôn dưới đất. Như vậy chuyện này cứ để cha làm. Con nhanh đi. Cha sắp xếp em trai của con và người nhà nhanh rời đi. Cha, con không thể đi. Con không đi được mà. Khốn kiếp. Con muốn làm gì? Con muốn cha kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đi sao? Cha bớt giận. Bớt giận đi anh rể. Cha bớt giận. Cha làm sao mà bớt giận được? Chuyện này cứ để cha lo. Con đi ngay lập tức đi. Có thể đi bao xa thì cứ đi bấy xa. Cha, con sợ là còn đây là kính lễ của đảng quốc dân hay là đảng cộng sản? Lễ của người Trung Quốc. Ai vậy? Lão gia, có khách tới. Biết rồi, đến ngay. Sở trưởng Diệp đến rồi. Hứa lão, mời ngồi, mời ngồi. Hôm nay sở trưởng Diệp đến là có việc công gì? Đây là quà công bộ ủy thác tôi tặng cho hứa lão. Quà đặc biệt như vậy. Chúng tôi ăn cơm lính không quá hiểu lễ nghi, cũng chỉ có thể lấy ra cái này. Hứa lão đừng trách tội. Không trách, không trách. Sở trưởng Diệp, Bạc Ngôn và chúng tôi, cậu phải chăm sóc nhiều. Tất nhiên rồi, Tiểu Hứa là một người thông minh tài giỏi, là tôi có được ái tướng. Tiểu Hứa ngủ rồi. Bạc Ngôn nó, sở trưởng, anh không nghỉ ngơi sao? Làm cả tối không mệt sao? Tiểu tử thối, nói chuyện sao rồi? Tôi chính là thích tính cách thật của tiểu tử này. Di Đương, làm chút đồ ăn. Buổi trưa sở trưởng ăn cơm nhà chúng ta. Được, không cần. Tôi chút nữa phải đi, còn về trong cục. Sở trưởng Diệp, tôi đoán hôm nay anh đến không phải vì món quà này. Hứa lão không hổ là người làm ăn, nói chuyện thích nói thẳng. Thực ra chúng ta là người một nhà mà. Sở trưởng Diệp có gì nói thẳng đi. Vậy được, giảng bối xin nói thẳng. Hôm qua chắc hứa lão đã biết, ở sự sắc cửa tay của ngài xảy ra một chút chuyện. Đảng Cộng sản lấy trộm một lô vàng của chúng tôi ở trong công xưởng của ngài. Cái gì?
công xưởng của tôi. Tiểu Đường, nhanh, chuẩn bị xe. Tôi phải lập tức tới công ty. Người phía dưới làm việc thế nào vậy? Công xưởng núi Tây đến bây giờ vẫn chưa đẩy xong. Xưởng thuyền mới của tôi sắp xây rồi. Hứa lão à, Hứa lão, bớt giận. Tôi không phải là ý này. Không sao. Hứa lão, ngài hiểu lầm rồi. Ngài trung thành với đảng quốc, không có ai nghi ngờ. Ý của giảng bối là điều tra có thể sẽ ảnh hưởng tới việc làm ăn của ngài. Việc làm ăn à? Hứa lão, mấy ngày này đối với việc làm ăn của ngài có thể sẽ có chút ảnh hưởng. Tất nhiên ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Tiểu Hứa, chuyện này cậu phụ trách. Anh em trong trạm đều là người thô lỗ, cậu trông coi nhiều một chút. Anh yên tâm, sở trưởng đào ba tấc đất tôi cũng tìm ra cho anh. Cùng lắm dỡ bỏ căn nhà đó. Dỡ nhà cái gì? Cha, từ xưa trung hiếu khó giữ cả hai. Vậy sở trưởng Diệp, mời anh tự nhiên. Tôi có chút mệt rồi. Quà này thì cũng thôi đi. Tôi là người làm ăn. Súng súng thương thương này tôi nhìn thấy là khiếp sợ. Ngài nghỉ ngơi. Vậy giảng bối đi trước. Tiểu Hứa, lại đây một chút. Sở trưởng. Sở trưởng, tôi tưởng rằng chị sắp xếp thuộc hạ cho tôi. Anh còn sắp xếp hai người. Được rồi, dặn dò xong rồi. Đi thôi. Họ Lưu kia nói gì với cậu? Sở trưởng, tôi cũng có chút không rõ. Hắn nói lão Hồ là nội gián, hơn nữa bảo tôi sau này đi lại nhiều. Tiểu Hứa, làm người lập trường thế đạo phải kiên định, nếu không rất dễ chết người. Sở trưởng, anh nghi ngờ tôi là nội gián sao? Cục trưởng đều khen cậu thông minh. Người thông minh dễ nghĩ nhiều. Tôi chính là ý này. Tôi đối với đảng quốc một lòng trung thành. Được, quay về ngủ một chút đi. Một tối không ngủ rồi. Công xưởng bên kia đi xem, giúp tôi tìm ra vàng. Alo, tổ trưởng Hứa, có thời gian gặp mặt không? Tôi đến đón anh. Tôi ngủ bao lâu rồi? Không bao lâu liền ngủ rồi. Sao còn mang theo súng bên người? Có tin tôi một phát bắn chết tên béo này không? Béo, tôi nói chuyện với anh ta một chút. Làm phiền anh rồi. Súng của anh không nhanh hơn béo được. Xin lỗi, sao lại ngủ quên trên xe của cô? Lá gan của anh lớn thật, không sợ tôi giết anh xuống sông sao? Chết dưới qua mẫu đơn, làm quỷ của Phong Lưu. Thật sự là qua đại thiếu. Làm sao? Nhìn trúng tôi rồi sao? Xương cá, nghe không hiểu. Giang sơn một mảnh. Trong nước một phương. Tên béo kia,
Người Bình, vì sao bây giờ cô mới xuất hiện? Có thể giải thích với tôi không? Lưu Gạt Vũ vẫn luôn không chỉ ra anh. Tôi biết vì sao. Ngộ nhỡ tôi trực tiếp khai ra thì sao? Tôi sẽ thay thế anh thành xương cá mới. Biệt hiệu này thật sự nên cho cô. Cô đâm người hơn tôi. Truyền tin của Lưu Gạt Vũ ra chưa? Tất cả trạm liên lạc đều bị phá hỏng rồi. Ngày mai tướng quân đến. Sao anh biết? Vì sao tôi không biết? 3 ngày trước Giang đã được chuyển đi rồi. Tôi đến 3 ngày vẫn luôn đợi tin tức. Anh ta vẫn luôn không liên lạc với tôi. Đúng là một ván cờ chết. Giang ở đâu? Có chút rắc rối. Cô phải giúp tôi. Lão Lưu à, khắp nơi trong công xưởng này đã lục soát sạch sẽ rồi. Anh đừng giở trò với tôi. Đều đã nói rồi, dàn thêm 2 vào 1 và thành 5. Con cá lớn của đảng cộng sản này là của anh. Dàn ở đâu? Dàn ở kia. Đứng im. Cường Toan có độc. Cường Toan. Acid chlorhydrate đậm đặc 3 phần. Acid mạnh. Ý gì? Có thể dung hòa vàng. Vàng ở trong đó hết. Giò gớm đâu? Giò gớm. Hóa ra ở đây đặt giò gớm. Cho acid mạnh. Xử lý sạch rồi. Ai xử lý? Tổ trưởng Hứa. Người chúng ta có thể dùng ít thượng hải còn bao nhiêu? Phải an toàn. Đủ vận chuyển vàng đi. Tốt. Tối nay chúng ta liền di chuyển. Cô có cách di chuyển sang ngoài sao? Anh không cần lo lắng chuyện này. Tôi có cách của tôi. Tướng quân thì sao? Bây giờ chúng ta không có cách đưa tin ra. Anh không nghĩ làm thế nào để thoát khỏi sao? Cô nói xem. Đoán đi. Nếu tướng quân biết Lưu Ngạn Vũ phản bội sẽ làm thế nào? Giết. Tối mai 10 giờ sau khi thọ yến xong, chuyển vàng đi. Sở trưởng Lưu, anh tìm Hứa Mặc Ngôn. Anh là một người bạn cũ. Lưu tiên sinh, đại giá quang lâm, khách quý đến nhà.
Lưu tiên sinh, uống cà phê hay trà? Trà đi. Cà phê thực sự uống không quen. Dân trà. Đây hình như là đào từ trong mộ ra. Bình thường gia phụ thích chút đồ cũ. Con cá lớn này không đến liên lạc tôi làm thế nào? Cứ đợi. Uống trà. Anh đã biết tôi tìm anh là vì chuyện gì? Tôi nói rồi, không có cá lớn liên lạc với tôi. Chuyện cá lớn không quan trọng. Qua hôm nay, tất cả sẽ thái bình. Mục tiêu của anh là tướng quân. Anh quả nhiên rất thông minh. Nhưng bây giờ điều tôi càng muốn biết, vàng ở đâu? Nhiều người đến đó như vậy, sao tôi biết vàng ở đâu? Nghe nói hôm nay là sinh nhật lão gia tử nhà các anh. Tính cách con người của tôi, anh cũng biết, việc vui thành tang sự không tốt. Anh có phải luôn cho rằng tôi chỉ là một đại thiếu gia? Không 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 không. Xương cá tiếng tăm lẫy lừng, sao có thể chỉ là một đại thiếu gia? Hoặc là bây giờ nổ súng ở đây, hoặc là ngày mai trước kia trời sáng đưa vàng cho tôi. Tôi lấy tiền của người Nhật. Tôi ở trong thành phố còn có căn nhà. Không phải tôi. Chào sở trưởng Diệp. Không phải tôi. Lưu Ngạn Vũ đâu? Tới nhà tổ trưởng Hứa rồi. Đều ra ngoài đi. Không phải tôi. Không phải. Không phải mà. Sở tỏa, cho anh một cơ hội. Muốn không? Mở cửa. Sở trực dịp. Sở trực dịp. Mời vào trong. Thì là náo nhiệt. Vàng sắp xếp xong rồi. Có chút đặng. Là phiền cô sắp xếp thêm người. Tôi nghi ngờ Lưu Ngạn Vũ đã chỉ điểm anh với sở trưởng. Tôi sắp xếp béo đến đón các anh. Được. Bây giờ tôi đi đuổi người. Tuyến đường người nhà tôi rút lui. Làm phiền cô rồi. Đặc phái viên Lâm, cục trưởng và sở trưởng đều đến rồi. Đến rồi. Đại thiếu gia Sư gia, mời vào trong, xin mời vào. Anh cũng đến rồi. Lâu rồi không gặp, vẫn cường tráng như vậy. Nào có, nào có. Nào uống một ly đi. Nào, anh không thể uống. Cô ấy không cho tôi uống rượu. Được được được, mọi người tự nhiên. Lâu rồi không gặp. Hứa công vẫn khỏe mạnh chứ? Tôn phu nhân thế nào? Bãi về quê tế tổ rồi. Được 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 được, mọi người xin cứ tự nhiên. Xin mời. Được được, chúng ta đã lâu không gặp. Mọi người tự nhiên đi. Cứ tự nhiên. Mặt ngôn đâu? Trên lầu. Lý công tử cũng đến rồi. Gần đây thế nào? Hôm nay nhất định phải uống thêm 2 ly.
Nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta hôm nay chính là bắt Đảng Cộng sản, lãnh đạo mới được bổ nhiệm đến Thượng Hải, biệt hiệu tướng quân, mệnh lệnh đặt phái Diên Lâm tổng phụ trách, sở trưởng Lưu hỗ trợ. Bây giờ là 8 giờ, xuất phát. Dạ. Cục tọa, đều sắp xếp xong rồi, không được có sơ sót. Cứ gia bên kia sắp xếp người chưa? Sắp xếp rồi, ngài yên tâm, trước khi trời sáng một lưới bắt hết. Anh rể. Tốt, em đi xem. Dạ, đi nhanh đi. Biết rồi, cẩn thận một chút. Đều tránh ra. Đi. Đi đi. Nào tránh ra đi. Đi hết đi. Đi đi đi. Đi nhanh. Đi. Sở trưởng Lưu, lần đầu hợp tác, hy vọng hợp tác vui vẻ. Ngài là chỉ huy đội đỏ tiếng tăm lừng lẫy. Tôi là xuất thân khoa tình báo, nào dám tự quyết. Hay là để sở trưởng Lưu đến ổn thỏa hơn. Lâm tiểu thư, vậy tôi không khách sáo. Đi. Đi. Đi theo. Phong tỏa ga tàu, cho vào không cho ra. Dạ. Những người khác theo tôi đến sân ga. Sở trưởng Lưu, lên. Hàng của ai? Đây là muốn chuyển đi đâu? Trưởng quan, tôi thật sự không biết gì hết. Bảo ông nói thì ông nói, dám nói lung tung, muốn đếm mùi của đại lao sao? Biết rồi, biết rồi. Không dám nói lung tung, không dám nói lung tung. Trưởng quan, đây là cung ung quà Bắc Kinh, một lô thượng Phật thờ đá chúng tôi làm. Những thứ khác tôi thật sự không biết gì hết. Hết rồi sao? Có. Mấy ngày trước, không, hai ngày trước có ông chủ hứa mừng thọ đặt một tòa ở chỗ tôi, không bảo làm chút chuyện khác sao? Có, nói đến cũng kỳ lạ, ông ấy bảo tôi đem tượng đá này đào trống. Trưởng quan, kế thành không có bảy. Sở trưởng Lưu vẫn đang tìm vàng sao? Mấy người các anh khóa toa tàu lại cho tôi. Trưởng quan, đừng ba trưởng quan, tôi làm ăn nhỏ thôi. Cảm ơn. Đi từ từ. Vậy chúng tôi sẽ cáo từ, tiếp đãi không chu toàn, xin đừng để ý. Cảm ơn. Chúng tôi cáo từ trước. Cảm ơn tiếp đãi, khách sáo rồi, cáo từ lão gia. Hôm nay thực sự làm phiền rồi, sau này thường đến, nhất định.
Hứa Công dừng bước. Đi ra ngoài. Tướng quân, là tôi, Lưu Ngạn Vũ. Sao lại là anh? Cha. Cha, họ đều đợi trước cửa rồi. Mọi người đi nhanh đi. Lần này con làm liên lụy cả nhà. Cha con là làm buôn bán và chuyển hàng. Hàng của đảng quốc dân cha chuyển. Hàng của người Nhật cha chuyển. Hàng của đảng cộng sản cha cũng chuyển. Ai tốt ai xấu trong lòng cha con biết rất rõ. Cha không phải không biết thời thế thiên hạ, nhưng mà cha không dám. Có mọi người, cha lo lắng hãi hùng. Con thực sự cho rằng con để dì Đường giúp con làm những chuyện kia, cha không biết sao? Con sao vậy? Là tiếng súng ở đâu? Là Hứa ga tàu. Cha đi nhanh, mọi chuyện phải cẩn thận. Cha còn 50 tuổi mới có con, không được xảy ra chuyện. Nếu còn xảy ra chuyện, trời của Hứa gia sẽ sập. Cha đã già rồi, cha lo còn có bất cứ không may nào. Mẹ nhỏ con họ đã về quê hết rồi, con cũng nhanh qua đó đi. Nào đi thôi, cái nhà này của chúng ta. Cha. Cha, mọi chuyện cẩn thận. Sở trưởng, Sở trưởng Lưu chết rồi, không bắt được tướng quân. Biết rồi. Thế nào rồi? Anh Trễ không sao. Em đi trước một bước. Tiểu Đường, em đừng đi. Em đi tìm chị gái. Anh tự bảo trọng.
Đến rồi. Đến rồi. Tôi đã sắp xếp đường rút lui. Anh không thể ở đây. Diệp Tử Thông đã bắt đầu nghi ngờ anh rồi. Lúc này trong trạm canh chừng người già của anh, tướng quân thế nào rồi? Chết rồi. Lưu Gạt Vũ thì sao? Cũng chết rồi. Lúc này ở ga tàu có rất nhiều tiếng súng, chết không ít người nhỉ? Tướng quân xảy ra chuyện, hình như anh không buồn chút nào. Tôi cũng cảm thấy. Cô có buồn sao? Vàng ở kia, chuyển đi đi. Chuyển đi. Có thủ pháo. Vàng ở đâu? Cô có phải chỉ nhầm người rồi không? Tôi hỏi anh lại lần nữa, vàng ở đâu? Không phải bị nổ bay rồi sao? Anh có tin tôi một phát bắn chết anh không? Tôi không tin. Tôi... Béo. Thả cha tôi ra. Để lão gia tử ngồi đi. Nhà của mình. Lúc nào nhìn ra vậy? Thả cha tôi ra. Người như anh không thích hợp làm đảng cộng sản. Anh biết không? Quá nhiều dây dưa. Hứa lão tử, hãy khuyên con trai của ông bỏ súng xuống. Thực ra tôi không quen bị người khác chỉ súng vào. Mặt ngôn, vì con mất rồi. Cô. Được. Một mạng đổi một mạng. Tôi kiếm được. Phó sở trưởng cục tình báo Bộ Quốc phòng Đảng Quốc dân đúng không? Chức cũng không nhỏ, trên tay dính không ít máu. Cha, cô có tin tôi một phát súng bắn chết cô không? Tôi hỏi anh lại một lần nữa, vàng ở đâu? Tôi nói rồi, cô thả cha tôi ra. Lúc nãy nổ rồi, lập tức sẽ có người đến. Tôi chỉ cần vàng thôi. Tôi có thể thả cho cha con các người đi. Mặt ngôn, cha con không sao. Phát súng tiếp theo không phải chân đâu. Mặt ngôn,
Cha ơi! Cha! Cha ơi! Cha ơi! Bỏ đi! Vàng chứ không vàng cái gì! Quá xa. Anh chính là Chu Quyền. Kiếp thức giới thiệu một chút. Xương cá có hai người. Hai chúng tôi đều là xương cá. Như nghẹn ở cổ họng. Sở trưởng, mệnh lệnh. Trong vòng 3 ngày bất cứ người nào đều không được dùng thiết bị điện báo. Tất cả mọi người đều ra ngoài. Dạ. Luôn đặt vũ phản bụi. Xương cá. Tổ trưởng, anh không thể vào. Ý gì? Tôi không thể vào phòng điện báo của khoa tình báo sao? Cậu tránh sống rồi đúng không? Tránh ra đi. Sao vậy? Không sao chứ. Sở trưởng Diệp. Alo. Sở trưởng, nhà của tổ trưởng dưới có axit mạnh chuyển ra vào. Biết rồi. Chuyển đều chuyển rồi. Người lão không hổ là người làm ăn, nói chuyện thích nói thẳng. Thực ra chúng ta đều là người một nhà, trong nước một phương. Sở Triệt Diệp có lời nói thẳng, giang sơn một mảnh. Tôi biết họ Lưu kia hại anh, muốn báo thù không? Trung Quỳ làm mượn danh nghĩa. Tên Lưu gạt vũ phản bội, tôi đã truyền ra ngoài cái ngày đầu tiên. Tướng quân sẽ không đúng giờ đến Thượng Hải. Cậu không sao chứ? Xin lỗi, tôi đến muộn rồi. Xin lỗi. Anh nói chúng ta sẽ thắng lợi sao? Tôi không thể trả lời cậu. Xin lỗi. Tôi chỉ biết tôi và cậu đều phải chuẩn bị đi chết bất cứ lúc nào. Làm phiền anh. Giúp tôi sắp xếp cho cha tôi. Tiếp theo phải làm gì? Sở trưởng, nhanh đến nhà kho số 3. Ở đó có một lô dược phẩm hóa học. Đặc phái viên Lâm trước khi chết đã hỏi được. Tổ trưởng hứa cậu ta là đảng cộng sản, đã bị tôi bắn chết rồi. Dạ. Báo cáo cục trưởng chưa? Sở trưởng, để anh đến quyết định.
Báo với cục trưởng đi. Sở trưởng, toa xe này làm thế nào? Ở đâu? Đi xem. Trưởng quan, ngài đến rồi, ngài cho qua đi. Tôi đây chỉ là làm ăn nhỏ, đều là đá. Cho qua đi. Cảm ơn trưởng quan. Đá rất tốt, tôi rất thích. Sau này cũng chuyển một tòa đến nhà của tôi. Dạ được. Đây là tiền cọc. Trong toa xe sau có hàng. Cục tọa. Là gì vậy? Là thư bổ nhiệm Nam Kinh đưa tới. Bổ nhiệm Lưu Gạc Vũ là cán bộ tham mưu cao cấp khoa tình báo, để chúng ta nhanh chóng sắp xếp đưa đến Nam Kinh. Ai gửi điện báo cho Nam Kinh? Sở Trương Diệp. Tôi là Tống Trạch Văn. Diệp Tử Thông ở đâu? Dẫn cô ta về. Sở trưởng, cục trưởng bảo chúng tôi mời anh về. Đợi một chút, hiếm có nhìn mặt trời mọc. Xem xong rồi đi. Sở trưởng, gấp cái gì? Mặt trời sắp lên rồi. Tướng quân, tôi đi rót chén nước cho anh. Tim ở bên phải, tôi là lần đầu nhìn thấy. Tiếp theo tôi phải làm gì? Mệnh lệnh. Sư cá viên mãn hoàn thành nhiệm vụ ẩn náu, phê chuẩn về nhà. Dọc đường bảo vệ vàng. Chúc mừng cậu quay về ánh sáng. Bắn vào đây. Anh làm sao vậy? Đừng lo lắng cho tôi. Thật ra có lúc người sống càng đau khổ. Người sinh ra trong địa ngục mới đợi ánh sáng vô cùng. Tôi hy vọng cậu có thể trở thành người chứng kiến lịch sử. Có một ngày cách mạng thắng lợi rồi, xin cậu nhất định phải nói với tôi.
Tôi còn không biết tên anh. Tên sao? Không cần đâu. Cứ gọi xương cá đi. Rất tốt. Xe cà có dịu xương cá tiếp theo. Tôi lấy làm vinh dự. Tôi, cậu đều không phải vì một cái tên. Đây là tín ngưỡng của người Đảng Cộng sản đời này của tôi. Tôi, cậu bắt đầu từ bóng tối nhưng trung thành với ánh sáng. Nếu lịch sử là một dòng lũ, cứ để chúng ta ngược dòng đi lên.